một cái đánh giá nội bộ TikTok thì có trên 70% người dùng họ nói là họ có thể mua hàng nếu mà cái nội dung họ xem ấy mang tính chất giải trí rất là cao. Theo thống kê của Metric, 6 tháng đầu năm 2023, TikTok Shop đã có 107.000 nhà bán hàng sử dụng và cũng như là bán được 117 triệu sản phẩm. Và doanh số thì đạt đến 16.300 tỷ. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ mà mình cảm thấy là TikTok Shop đã quá là thành công khi mà chỉ mới gia nhập vào sàn thương mại điện tử trong gần một năm nay. Và trong số podcast thứ 6 hôm nay của Gen Z Việt cũng đã mời đến anh Daniel Nguyễn là quản lý ngành hàng TikTok Shop, TikTok Việt Nam. Em chào anh. Chào em, À, rất không biết vui có là mặt ngày hôm nay. dạ không biết là anh có muốn giới thiệu thêm về bản thân mình cho mọi người được biết không? Ok, thì anh là Daniel Nguyễn, anh hiện đang là quản lý ngành hàng tại TikTok Shop Việt Nam. Thì anh đã tham gia vào TikTok Shop Việt Nam từ những ngày đầu tiên triển khai tại thị trường Việt Nam cho đến thời điểm này. Theo anh thì TikTok Shop có những cái gì đặc biệt hơn với lại các sàn thương mại điện tử khác? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì đầu tiên, TikTok là một nền tảng về giải trí với các video ngắn, thì anh nghĩ là chắc là mọi người cũng đã biết khá là nhiều về TikTok rồi. Thì TikTok Shop Việt Nam ra đời là một nền tảng gọi là thương mại điện tử khép kín trên nền tảng TikTok, thì nó mang đến trải nghiệm khá là liền mạch và trọn vẹn về nền tảng thương mại điện tử trên nền tảng TikTok. Thì đó là lý do TikTok Việt Nam ra đời. Có 3 điểm khác biệt là, ví dụ là với doanh nghiệp, thì với doanh nghiệp trước giờ trên nền tảng TikTok thì các doanh nghiệp sẽ thường là tập trung vào các phần về quảng cáo hoặc là nhận diện thương hiệu hoặc là làm các nội dung sáng tạo dành cho người dùng. Với TikTok Shop ra đời thì bây giờ doanh nghiệp họ có thể hoàn toàn có một gọi là trọn bộ giải pháp về thương mại điện tử ở trên nền tảng TikTok để họ có thể sử dụng. Và ngoài cái việc là họ có tương tác với lại người dùng thông qua các nội dung sáng tạo, các nội dung mà mang tính chất giải trí cao, thì họ hoàn toàn có thể bán hàng ở trên nền tảng TikTok thông qua TikTok Shop. Còn đối với người dùng ấy, thì trước giờ người dùng sẽ tham gia vào TikTok với mục tiêu là trải nghiệm, đúng không? Mục tiêu là giải trí, mục tiêu là học hỏi một cái gì đấy. Thì dựa vào những cái công cụ mà giới thiệu về nội dung mà họ rất là yêu thích, rất là tùy từng người, đúng không? Họ sẽ có những cái nội dung mà họ yêu thích riêng. Thì trên những nội dung đó thì bây giờ người dùng họ hoàn toàn có thể mua hàng thông qua các nội dung video ngắn này, thông qua các buổi livestream này. Thì với người dùng thì nó sẽ tích hợp luôn cái phần mua hàng. Và một phần anh nghĩ cũng khá là quan trọng nữa, đó là về các nhà sáng tạo. Thì tiếng Anh mình gọi là các bạn creator. Thì các nhà sáng tạo này anh nghĩ là một chủ thể rất là quan trọng đối với TikTok Shop, và nó là quan trọng giữa việc là người dùng, có nghĩa là người dùng TikTok và TikTok Shop, và người mua hàng và các doanh nghiệp. Tại vì các bạn nhà sáng tạo này là cầu nối giúp cho nhà bán hàng đến gần hơn với lại người dùng, người mua hàng, thông qua việc là họ sẽ giới thiệu và bán những sản phẩm của nhà bán hàng cho người dùng. Thì đó là anh nghĩ là ba cái khá là khác biệt và hiện tại là điểm mạnh của TikTok Shop tại thị trường Việt Nam. Anh có thể chia sẻ thêm về góc nhìn của anh về cái quá trình một năm mà cho TikTok Shop hoàn thiện như ngày hôm nay được không? Cảm ơn câu hỏi của em. Tổng hợp lại thì có 3 cái điểm mà khá quan trọng của TikTok Shop mà để đạt được các thành tích ấn tượng thời gian vừa qua ấy. Đầu tiên á, là về xu hướng shoptainment. Thì đây là xu hướng anh nghĩ là xu hướng hiện tại đang rất là phát triển. Và TikTok Shop cũng như TikTok đang là những người tiên phong và dẫn đầu. Thứ hai là việc triển khai về trung tâm mua sắm shopping center. Thì việc mua hàng trên dựa trên những cái emotion đi, đó là những cái emotion của người dùng khi mà họ lướt và họ xem, họ thích những sản phẩm, yêu thích những cái nội dung đó và họ mua hàng. Thì ngoài ra họ còn thể mua hàng bằng những cái nhu cầu rất thực tế. Lấy ví dụ là em sắp đi chơi ở Đà Lạt đi, thì nó khá là lạnh, đúng không? Thì em sẽ cần mua cái áo khoác đi. Em đang kiểu lướt TikTok và em xem các nội dung về Đà Lạt và em nghĩ là chắc trời lạnh, mình sẽ phải mua một cái áo áo ấm đi, cái áo áo khoác. Thì em hoàn toàn có thể qua cái tab shop để em tìm kiếm sản phẩm này. Thì nó không không phải chỉ đó là cảm xúc nữa, mà nó thực tế nhu cầu của em, thì em có thể hoàn toàn tìm kiếm và mua sản phẩm này ở trên nền tảng TikTok Shop luôn. Thì đó là cái thứ hai. Và shopping center của TikTok Shop là một nơi để mà em hoàn toàn được cái việc này, cái nhu cầu rất là cụ thể của mình. Thứ ba thì anh cũng muốn chia sẻ là một cái khái niệm về vòng lặp vô hạn. Vòng lặp vô hạn có nghĩa là chắc là nếu mà mọi người có tham gia vào TikTok, có sử dụng TikTok ấy, mọi người biết là những cái nội dung mà mang tính chất trending, mang tính chất là nổi bật ấy, thì sẽ được nhiều người xem hơn
khi mà nó càng nhiều người xem hơn thì nó càng tiếp tục gọi là được giới thiệu đến nhiều người hơn nữa, tại vì đây là một cái nội dung mà được nhiều người yêu thích. Thì nhiều người khi mà truy cập vào nó xem hơn được nữa. Thì nó cũng sẽ giống như vậy đó, một nội dung mà Lê Mang có bán hàng ở trong đấy. Khi mà nội dung đấy được nhiều người yêu thích thì nó sẽ tiếp tục được khuếch đại hơn, thì cái vòng lọc này sẽ được tiếp tục diễn ra và nhiều người sẽ thấy sản phẩm hơn nữa. Thì nó rất là khác biệt so với loại cái gọi là hành trình mua sắm của người dùng ở những nền tảng khác. Ví dụ là em chỉ có hành trình, nó là hành trình đường thẳng, thì em sẽ thấy sản phẩm đấy và trên cái gọi là khoảng 100 người thấy đi thì có khoảng 5 đến 10 người mua thôi. Thì ở TikTok Shop nó sẽ rất là khác biệt, là nó, nếu mà nội dung đó nó tốt, sản phẩm nó tốt ấy, thì sẽ nhiều người tương tác hơn nữa, nhiều người đánh giá hơn nữa, thì nó sẽ tục khuếch đại hơn nữa, thì sẽ càng nhiều người mua hàng hơn nữa. Thì đó là ba cái yếu tố mà mình nghĩ là quan trọng giúp cho TikTok Shop đạt được những thành công trong thời gian qua. Từ khóa mà nó khá là nổi hiện nay cũng như là đang được quan tâm, nó đang là xu hướng, thì là Shoppertainment, là một cái dạng vừa mua sắm và tích hợp cả giải trí, thì nó theo anh thì nó đóng cái vai trò như thế nào với người mua hàng? Cảm ơn em. Thì anh nghĩ là Shoppertainment, thì mình định nghĩa một tí về Shoppertainment, thì Shoppertainment là viết tắt của shopping và entertainment, thì có nghĩa là mua sắm kết hợp cùng với giải trí. Thì Shoppertainment, xu hướng Shoppertainment có nghĩa là xu hướng mà xuống mang tính thương mại, có nghĩa là các nội dung mang tính chất giải trí khá là cao, nhưng mà trong đó mình sẽ có định hướng về việc thương mại, bán hàng thông qua cái việc là nội dung đấy nó rất là vui, giải trí. Tuy nhiên thì người dùng họ sẽ cảm thấy là cái nội dung đó rất là vui, rất là thú vị, và thông qua những cái nội dung đấy thì mình có lồng ghép sản phẩm vào để bán hàng. Thì cái đó là xu hướng anh nghĩ là khá là nổi bật trong thời gian qua. Đầu tiên á, thì về xu hướng Shoppertainment thì cũng theo một nghiên cứu, một báo cáo từ BCG, tập đoàn tư vấn, BCG cũng khá là lớn, thì họ có đánh giá về cái xu hướng Shoppertainment này sẽ tăng trưởng rất là cao tại thị trường APAC và thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Cụ thể thì mức tăng trưởng kép từ năm 2022 đến 2025 ở thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương APAC là khoảng 63%. Và tại thị trường Việt Nam ấy, thì từ 2022 đến 2025 ấy, thì được nhận định là sẽ tăng trưởng, mức tăng trưởng kép là khoảng 66%, là sẽ lên con số trên 8 tỷ đô cho những cái doanh số bán hàng thông qua xu hướng Shoppertainment này. Thì anh nghĩ đó là một cái gọi là một cái chỉ hướng rất là quan trọng cho cái việc xu hướng Shoppertainment này, thị trường Shoppertainment sẽ tăng trưởng cao như thế nào trong thời gian tới. Và ý thứ hai ấy, là TikTok cũng như TikTok Shop đang là những người tiên phong và dẫn đầu trong cái xu thế Shoppertainment này. Thông qua cái việc ra đời của TikTok Shop, có nghĩa là người dùng hiện tại thì họ sẽ không phải chỉ có xem các nội dung mang chất giải trí và mua và bình thường nữa, mà họ hoàn toàn có thể xem các nội dung giải trí sáng tạo này, và đồng thời thì họ có thể mua hàng thông qua những nội dung này, thông qua các short video ngắn này, thông qua các buổi livestream này, và như em vừa chia sẻ là mình sẽ mua hàng thông qua các bạn creator, các bạn nhà nội dung sáng tạo mà mình có thể gọi là KOL, KOC ấy. Họ có thể giúp cho nhãn hàng bán những cái sản phẩm đến người tiêu dùng, tại vì họ sẽ là những người có gọi là có một cái độ influence nhất định ở trên cộng đồng, và từ đấy thì người dùng họ sẽ dễ dàng để họ mua hơn. Ngoài ra thì cái thay đổi về hành vi của người dùng cũng là một điểm anh cũng muốn chia sẻ khá là quan trọng. Thì cũng theo báo cáo của từ phía TikTok ấy, thì các nội dung ấy mà có tính chất gọi là định vị thương hiệu trong đấy, nội dung quảng cáo hay nội dung gì đấy, thì người dùng họ sẽ hoài nghi hoặc là họ sẽ không có muốn mua hàng. Thì có trên 70% người dùng họ nói là nếu mà nội dung nó mang tính chất về quảng cáo và có thương hiệu trong đó quá nhiều ấy, thì họ sẽ hạn chế cái việc mua hàng của họ lại. Thì đó là cái hành vi của người dùng cũng đang khá là thay đổi. Và một cái đánh giá nội bộ TikTok thì có trên 70% người dùng họ nói là họ có thể mua hàng nếu mà cái nội dung họ xem ấy mang tính chất giải trí rất là cao. Và một trong ba người dùng của TikTok nói rằng họ có thể mua hàng nếu mà họ xem được các nội dung nó rất là giải trí, rất là cao, cái buổi livestream ấy mang tính chất giải trí rất là cao, hoặc đến từ những cái nhà nội dung sáng tạo mà mang tầm ảnh hưởng hoặc là những người nổi tiếng. Thì anh nghĩ đó là hai cái, thứ nhất là về xu hướng Shoppertainment, về cái thị trường phát triển của nó, thứ hai là về hành vi tiêu dùng của người dùng trong thời gian sắp tới cũng sẽ khá là thay đổi. Và TikTok Shop ra đời để mà là người tiên phong cho xu hướng Shoppertainment này.
Nhưng mà những cái sàn thương mại điện tử á, từ trước đến giờ thì khi mà người ta nhắc đến mua hàng online hoặc là đặt hàng online á, người ta vẫn nghĩ tới sàn thương mại điện tử là những cái chỗ mà mua những cái đồ vui vui, những cái đồ kiểu chơi chơi rẻ tiền thôi, chứ người ta sẽ không nghĩ là lên một cái sàn thương mại điện tử để mà mình có thể mua được những cái luxury brand hay là những cái hàng chính hãng. Vì thì cái việc đó hiện tại nó đã thay đổi cho anh hay là như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì anh nghĩ là với TikTok Shop thì việc đa dạng các sản phẩm và các mặt hàng cũng như các ngành hàng và các thương hiệu ở trên nền tảng TikTok Shop là một mục tiêu rất quan trọng đối với người dùng, để đảm bảo trải nghiệm liền mạch và xuyên suốt, và gọi là một trải nghiệm rất là vui của người dùng ở trên nền tảng TikTok Shop. Thì ngoài việc là xu hướng shoppertainment, thì gần đây thì TikTok Shop cũng cho ra đời trung tâm mua sắm gọi là TikTok Shopping Center. Thì đây là nơi gọi là nơi tập trung các trải nghiệm cũng như các giải pháp thương mại điện tử một cách gọi là rõ ràng và liền mạch nhất. Thì nếu em có ở em mở app TikTok lên đúng không, thì em sẽ thấy là cái trang mà gọi là cho dành cho bạn ấy, em lướt cái trang đấy thì em sẽ coi được những cái short video ngắn, những cái buổi livestream có nội dung bán hàng trong đấy. Đó là mang tính chất về cảm xúc và mang tính chất là em có thể xem và em thích nội dung đấy và em có thể chốt đơn. Một bước thứ hai là em có thể vào cái tab kế bên là tab shop. Thì tab này là nơi mà gọi là shopping center của TikTok Shop. Thì nơi mà đây mình có thể hoàn toàn mua hàng theo nhu cầu chứ không phải là theo cảm xúc nữa. Thì em có thể hoàn toàn tìm kiếm nè, em có thể xem được những cái flash sale là những cái deal mà giảm giá là sau. Em xem được các vouchers, em collect được, tức là em lấy được các voucher đấy trong thời gian mà em lướt. Thì nó sẽ mang tính chất là nhu cầu của mình hơn, nhiều hơn, thay vì là chỉ là cảm xúc nữa. Thì đó là một cái bọn anh chỉ triển khai khoảng tháng, trong khoảng tháng 3, tháng 4 vừa rồi thôi. Và kết quả gần đây cũng khá là khả quan. Một cái nữa anh cũng muốn chia sẻ là cũng có khá là nhiều các nhãn hàng lớn cũng đã tham gia vào TikTok Shop rồi. Và các nhãn hàng này cũng không phải chỉ là các nhãn hàng gọi là với mức giá cả hợp lý, mà hoàn toàn là có những nhãn hàng có giá cả cũng gọi là thuộc dạng luxury, dạng premium hơn. Và anh nghĩ một cái ví dụ mà khá là điển hình là một chị gọi là creator, nhà nội dung sáng tạo và nhà bán gọi là nhà creator ấy, và trong thời gian qua cũng anh nghĩ chắc mọi người cũng biết là chị Hana Olala. Thì chị Hana Olala là tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng là khoảng từ 24 đến 35 tuổi. Và giới thiệu cho họ những cái sản phẩm cũng thuộc giá của cũng không phải là bình dân lắm. Thì trong cái buổi trong lần gần nhất mà chị livestream ấy, thì chị cũng đã phá kỷ lục của mình trong khoảng 4 tiếng livestream thôi. Chị cũng phá kỷ lục về doanh số bán hàng GMV so với lại cái lần mà chị livestream đầu tiên trong shop là tháng 12 năm 2022. Thì từ qua đó thì cũng nói lên được là cái sự đa dạng về hàng hóa cũng như sản phẩm ở trên TikTok Shop, mình sẽ có trải dài nhiều khung giá và nhiều lựa chọn đến từ các nhãn hàng rất là lớn và chính hãng trên TikTok Shop. Anh nghĩ là ngoài ra nữa thì ngoài việc bán hàng về những sản phẩm thương hiệu rất là lớn đấy, thì TikTok Shop cũng đang cố gắng để cùng thúc đẩy cái việc chuyển đổi số của Việt Nam. Thì thông qua cái việc là giúp đỡ cho các gọi là mình cũng tham gia vào cái mục tiêu chuyển đổi số này, bằng một cái ví dụ là bọn anh TikTok Shop cũng tham gia vào cái chương trình OCOP, nghĩa là thúc đẩy về nông sản đặc sản từ các địa phương khác nhau. Thì cũng mới gần đây thôi, vào ngày 22 tháng 7 vừa qua ấy, thì TikTok Shop cũng tham gia vào được tham gia vào một cái chương trình gọi là OCOP về miền đất tổ tại Phú Thọ, được thực hiện bởi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phú Thọ. Thì thông qua đó thì TikTok Shop cũng giúp đỡ cho các bà con nông dân ở tỉnh Phú Thọ để bán được trên 3.000 sản phẩm trong khoảng 3 tiếng rưỡi livestream. Và các sản phẩm là đặc sản đến từ tỉnh Phú Thọ. Thì anh cũng muốn nhấn mạnh là việc đa dạng sản phẩm và đến từ các khung giá mức giá khác nhau, đến từ các ngành hàng khác nhau, đến từ thương hiệu khác nhau là mục tiêu rất là quan trọng cho việc trải nghiệm người dùng trên TikTok Shop. Và TikTok á, thì nổi tiếng là trending nè, những cái xu hướng thì sẽ xuất hiện ở trên TikTok. Thì trending, những cái xu hướng như vậy nó sẽ rất là mau hot và nó cũng khá là nhanh tàn đi. Thì không biết là những cái nhà bán hàng người ta phải nên làm cái gì, người ta phải chuẩn bị cái gì để mà người ta có thể nắm bắt những cái xu hướng đó để có thể livestream bán hàng. Cảm ơn câu hỏi của em. Anh nghĩ là việc nắm bắt các xu hướng bán hàng thì sẽ là một kỹ năng rất là quan trọng, gọi là xu hướng về nội dung
sáng tạo cũng như là xu hướng về các trending đang diễn ra trên nền tảng TikTok cũng như là trên các phương tiện khác. Thì sẽ là một kỹ năng khá là quan trọng đối với nhà bán hàng cũng như là đối với người dùng của TikTok. Thì một trong những cách mà anh nghĩ là nhà bán hàng họ có thể học hỏi là đến từ các nhà nội dung sáng tạo. Thì thường thì các trend hay là các gì đó xu hướng đó, trending ấy sẽ đến từ các nhà nội dung sáng tạo. Thì việc cập nhật, theo dõi và quan sát những cái nội dung đến từ các nhà nội dung sáng tạo này, tại vì mỗi nhà nội dung sáng tạo thì họ sẽ có một cái mức độ gọi là nhất định, influence nhất định của họ một lĩnh vực rất là riêng biệt, chẳng hạn như là về thời trang, về làm đẹp, về sức khỏe, về ăn uống. Thì đó là những nơi mà hoặc những bạn mà các nhà bán hàng có thể học hỏi để mà xem là cái nội dung nào là nội dung có thể đang nội dung đang trending, nội dung nào nội dung mà các nhà nội dung sáng tạo này đang thực hiện, để mà mình có thể học hỏi để mà đem mang vào cái buổi livestream để giúp cho bán hàng tốt hơn. Thì nếu như mà đặt trường hợp là người bán hàng đó họ không biết livestream đi, họ không có biết gọi là hoạt náo, thì những người bán hàng như vậy thì có cái giải pháp nào cho họ để mà họ có thể livestream bán hàng được? Anh nghĩ là câu hỏi khá là hay. Anh nghĩ là có hai giải pháp, tại vì cũng đúng là như em nói, thì có nhiều nhà bán hàng họ sẽ chưa có đủ khả năng cũng như là kinh nghiệm để mà tiến hành các buổi livestream hoặc là làm các nội dung sáng tạo. Thì có hai cách để họ có thể cố gắng để thực hiện được các mục tiêu này. Thứ nhất ấy, là họ hoàn toàn có thể giới thiệu sản phẩm của mình hoặc là bán hàng thông qua các nhà nội dung sáng tạo. Thì đây anh nghĩ là một điểm rất là quan trọng cũng như là điểm rất là khác biệt đến từ TikTok Shop so với các nền tảng khác. Là việc TikTok Shop có một lượng các nhà nội dung sáng tạo rất là lớn và trải nghiệm rất là mượt mà ở trên nền tảng hoàn toàn khép kín, thì mình có thể thực hiện các giao dịch hoặc là thực hiện các lần booking với lại các nhà nội dung sáng tạo này hoàn toàn khép kín trên nền tảng. Thì đó là một cách để mà nhà bán hàng khi họ chưa có khả năng, họ chưa có đủ kinh nghiệm để làm các buổi livestream cũng như các nội dung, thì họ hoàn toàn có thể thông qua các nhà nội dung sáng tạo này để bán hàng. Cách thứ hai là cũng có rất là nhiều cái TikTok Shop sẽ gọi là TikTok Shop Partner, có nghĩa là các đối tác vận hành đến từ TikTok Shop. Thì các bạn này sẽ giúp đỡ cho nhà bán hàng. Thì các bạn này sẽ có, ví dụ là sẽ có các bạn host, tức là các bạn MC, các bạn bán hàng trong những buổi livestream. Thì các bạn này sẽ giúp các đối tác này, họ sẽ giúp đỡ cho nhà bán hàng có thể thực hiện những cái buổi livestream hoặc là tạo ra các nội dung short video ngắn để bán hàng. Thì không biết là những nhà bán hàng hay là TikTok Shop sẽ có những cái mức thưởng hay là thù lao gì cho những cái bạn influencer khi mà livestream như vậy? Đầu tiên thì anh cũng muốn khẳng định là TikTok Shop sẽ là không có thu bất kỳ chi phí nào cho cái việc gọi là từ các nhà nội dung sáng tạo, là các nhà gọi là cái việc mà giới thiệu nội dung sáng tạo cho nhà bán hàng hoặc là các đối tác. Thì đó là những khoản chi phí từ nhà nội dung sáng tạo, họ sẽ có những cái mức gọi là mức hoa hồng cho việc bán hàng của mình. Thì cái mức đó là việc gọi là việc đồng ý giữa nhà bán hàng cũng như là các nhà nội dung sáng tạo, mình thỏa thuận với nhau trên và hoàn toàn khép kín trên nền tảng. Anh lấy ví dụ là em là một bạn creator đi, em là nhà bán hàng chuyên nghiệp, gọi là có mức độ influence, anh là nhà bán hàng, thì anh với em sẽ cùng gọi là đồng ý với nhau ở trên ví dụ là bán sản phẩm A, B gì đấy. Thì trên một mức gọi là mức hoa hồng bao nhiêu phần trăm thì phải có sự đồng ý của anh và em ở trên hệ thống, thì mình mới được gọi là kết nối vào, và em mới có quyền gọi là bán sản phẩm đó trên cái buổi livestream của em. Và TikTok Shop sẽ là gọi là không có can thiệp vào cái chuyện đấy và cũng sẽ không thu phí cho cái việc đấy từ nhà nội dung sáng tạo bán hàng. Vậy thì không biết là TikTok Shop sẽ có những cái điều khoản hay là những cái cách thức nào để mà kiểm soát những cái mặt hàng như là hàng nó không được chính thống, là hàng phát chẳng hạn, thì không biết là TikTok Shop sẽ đảm bảo cái chuyện đó như thế nào đối với người bán hàng cũng như là khách hàng mua anh? Anh nghĩ là với TikTok Shop thì việc đảm bảo trải nghiệm mua sắm và trải nghiệm shopping của người dùng và sau đó là trải nghiệm sau khi mua sắm nữa luôn luôn tốt nhất và liền mạch nhất và gọi là tối ưu nhất để cho tất cả mọi người đều có một trải nghiệm tốt nhất trên TikTok Shop là mục tiêu quan trọng nhất của TikTok Shop. Nên việc mà liên tục gọi là cập nhật các chính sách cũng như là liên tục cải thiện việc vận hành của TikTok Shop là một mục tiêu mà tất cả đội ngũ TikTok Shop đều cố gắng thực hiện. Việc mà triển khai các chính sách cũng như là các nội dung, các quy định và các chế tài
dành cho việc vi phạm các nội dung bán hàng cũng như là đăng sản phẩm ở trên nền tảng shop sẽ rất là nghiêm ngặt. Và với TikTok Shop thì bọn anh sẽ có một trung tâm gọi là trung tâm TikTok Shop Academy, nghĩa là trung tâm chính sách của TikTok Shop, và mở cho tất cả người bán hàng cũng như là người mua hàng, và mọi người đều có thể cập nhật vào đây, truy cập vào đây để mà xem tất cả các nội dung này. Thì sẽ rất nhiều chính sách liên quan đến việc là hàng giả, hàng nhái, chính sách liên quan đến người bán hàng, đánh giá nhà bán hàng, chính sách liên quan đến việc đăng sản phẩm, chính sách liên quan đến việc là các sản phẩm bị hạn chế, chính sách liên quan đến việc là khi mà em thực hiện một buổi livestream hay là em làm một nội dung sáng tạo thì em phải làm những bước nào và những cái từ ngữ hay là những cái nội dung nào sẽ hoàn toàn không được thực hiện trên nền tảng TikTok Shop. Và ngoài ra thì TikTok Shop cũng khuyến khích người dùng, có nghĩa là người mua hàng, người xem sản phẩm, họ đánh giá sản phẩm, đánh giá cửa hàng khi mà cửa hàng đấy có vi phạm hoặc là khi cửa hàng đấy thực hiện tốt, bán hàng rất là tốt và sản phẩm rất là đúng với mô tả thì họ sẽ nhận được ví dụ 5 sao. Còn khi mà họ không có bán đúng sản phẩm hay là sản phẩm giao trễ hay gì đấy thì họ em có thể hoàn toàn đánh giá họ 1 hoặc 2 sao. Thì từ thông qua việc đấy thì họ sẽ có những chế tài cụ thể dành cho từng mức của nhà bán hàng. Ví dụ là họ sẽ gọi là bị hạn chế thực hiện livestream nè, họ bị hạn chế tham gia vào các buổi chiến dịch của sàn TikTok Shop, hoặc là nặng hơn thì họ hoàn toàn có thể bị đóng shop vĩnh viễn. Và họ sẽ không thể nào bán hàng được nữa. Thì tất cả chính sách đó thì nhằm mục đích là dành cho trải nghiệm của người dùng một cách trọn vẹn nhất ở trên nền tảng TikTok Shop. Không biết là từ đó đến giờ có cái trường hợp nào xảy ra cho anh, kiểu là có cái shop này là bị ngưng hẳn không được hoạt động không? Và nếu như mà đã ngưng hẳn cái shop đó không được hoạt động đó thì lỡ như người ta lập một cái account khác người ta tiếp tục bán thì sao? Anh nghĩ là cái trường hợp mà vi phạm nội quy hoặc là vi phạm cái chính sách của TikTok Shop để bị đóng shop thì cũng có thể là có rồi. Và và ví dụ là có cụ thể các shop nào tên gì chắc là sẽ không có nói tên được. Tuy nhiên là chắc chắn là sẽ có những cái shop mà bán hàng chưa tốt hoặc là thực hiện các chính sách của TikTok Shop chưa đảm bảo thì họ sẽ bị tạm ngưng shop hoặc là ngưng vĩnh viễn. Việc mà ví dụ là một nhà bán hàng họ mở ra một account mới thì tất cả chính sách mà anh vừa kể trên á sẽ được lặp lại. Nên là nếu mà họ vẫn làm giống như vậy thì cái việc mà họ đóng shop tiếp tục là sẽ diễn ra. Và với một cửa hàng mới trên TikTok Shop thì họ sẽ có những hạn chế nhất định. Chẳng hạn như là họ sẽ không được bán trên cái mức một cái mức đơn hàng cụ thể nào đấy. Tại vì họ sẽ cần trải qua một giai đoạn thử thách để mà TikTok Shop đánh giá là họ có khả năng để mà bán nhiều đơn hàng hơn và họ khả năng để mà gọi là phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Vậy thì nếu như em là người muốn kinh doanh TikTok Shop thì không biết là em phải cần chuẩn bị những gì, cũng như là không biết là TikTok Shop có hỗ trợ cho những cái shop mới như vậy không? Với nhà bán hàng mới thì tất nhiên là TikTok Shop sẽ rất là mong muốn được hỗ trợ. Thì với nhà bán hàng mới thì anh nghĩ là việc đăng ký nó cũng khá là đơn giản thôi và nó hoàn toàn online. Thì có một cái link để mình vào mình đăng ký, và với gọi là thông tin cá nhân của mình thôi thì mình cập nhật trên đó. Anh nghĩ là chắc khoảng mất đâu khoảng 5-10 phút là em có thể đăng ký rồi, và sau đó sẽ là thời gian xét duyệt từ TikTok Shop. Thì nó mất đâu đó khoảng 1-2 ngày làm việc thôi. Và sau khi mà nhà bán hàng, từ đó là gọi em là nhà bán hàng rồi, em đăng ký thành công và TikTok Shop duyệt cái shop của mình ấy, thì mình đến giai đoạn là mình đăng các sản phẩm lên thì nó cũng sẽ thông qua cái quy trình duyệt rất là kỹ. Tại vì mình sẽ có cái chính sách về đăng sản phẩm mà, nó phải đảm bảo về mặt hình ảnh sản phẩm của em là sản phẩm phải được chứng nhận, hoặc là sản phẩm hình ảnh mô tả nó không có bị quá cái mức mà mình cam kết với khách hàng. Thì tất cả cái đó, các thông tin đấy đều được xét duyệt hết. Và sau đấy thì em sẽ có những cái gọi là bước đầu tiên để em làm quen với hệ thống. Chẳng hạn như là em sẽ có những cái buổi livestream đầu tiên, em sẽ có những cái buổi những cái đăng những cái short video đầu tiên của em lên trên cái tài khoản bán hàng của mình. Thì TikTok Shop sẽ hỗ trợ trong từng cái giai đoạn đó. Thường thì các nhà bán hàng mới sẽ được hỗ trợ rất là cụ thể. Chẳng hạn như là khi mà em tham gia buổi livestream đầu tiên thì em sẽ có được các voucher, ví dụ như vậy. Sau khi anh chia sẻ thì cảm giác là TikTok Shop sẽ rất là hỗ trợ những người bán hàng mới như em, thì không biết là những cái voucher đó, những cái deal đó nó có con số cụ thể không anh? Anh nghĩ là với nhà bán hàng mới thì hỗ trợ
các hỗ trợ chắc chắn là sẽ được TikTok Shop hỗ trợ trong thời gian khi mà họ bắt đầu bán hàng thông qua những cái nhiệm vụ của nhà bán hàng ở trên cái trung tâm mua sắm, trung tâm nhà bán hàng gọi là Seller Center ấy, thì sẽ có những cái nhiệm vụ là cụ thể dành cho nhà bán hàng mới ở trên đấy. Cho lấy ví dụ là khi mà em có buổi livestream đầu tiên thì em sẽ được các điểm ABCD như vậy, em sẽ được tài trợ ABCD như vậy để em làm một cái buổi livestream đầu tiên đó hoặc là những cái short video đầu tiên đó, thì thường thời gian nó kéo dài khoảng 1-3 tháng dành cho nhà bán hàng mới, bất kỳ khi em mà em thực hiện các nhiệm vụ của nhà bán hàng mới này. Về con số cụ thể thì nó sẽ thay đổi theo anh nghĩ là theo thời gian cũng như là theo cái nhà bán hàng của mình, ví dụ là mình sản phẩm nào, mình bán được doanh số bao nhiêu trong thời gian nào cụ thể, thì những con số thì nó sẽ thay đổi khá là nhiều, cho nên là anh sẽ không có số cụ thể để anh chia sẻ được cho em liền. Ngoài ra thì em sẽ có thể tham gia chiến dịch, các chiến dịch khác nhau của TikTok Shop, tại vì TikTok Shop cũng sẽ có rất nhiều chiến dịch diễn ra trong tháng, chẳng hạn như là các ngày đôi này. Sắp tới thì mình sẽ có ví dụ là 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 22 thì đó là các ngày chiến dịch rất là lớn của sàn TikTok Shop trong thời gian sắp tới, thì cũng sẽ có những cái hỗ trợ dành cho nhà bán hàng khi mà họ tham gia, họ thực hiện các buổi livestream trong những ngày đó. Vậy thì không biết là những cái bạn mà muốn trở thành một nhà bán hàng trên TikTok Shop thì các bạn, anh có lời khuyên nào cho các bạn không? Anh nghĩ là với các nhà bán hàng mới hoặc là các bạn đang mong muốn trở thành nhà bán hàng trên TikTok Shop ấy, thì anh có 3 lời khuyên. Thứ nhất là các bạn sẽ tập trung vào cái nội dung mà các bạn sẽ thực hiện, nội dung sáng tạo, nội dung bán hàng ấy, mang tính chất rất là giải trí, là sáng tạo, là chân thực này. Thì mình có rất nhiều cách để làm nội dung đúng không? Nhưng mà tất nhiên nó sẽ phải phù hợp và nó sẽ phải tuân theo các chính sách của trên nền tảng TikTok và TikTok Shop để mà mình tạo ra các nội dung đấy. Tuy nhiên thì các yếu tố chẳng hạn như là giải trí cao này, chân thực này, và sinh động này, và nắm bắt xu thế này, thì đó là những cái nội dung mà lúc nào cũng sẽ hiệu quả ở trên nền tảng TikTok và TikTok Shop. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là anh nghĩ là nên tận dụng về một cái lượng rất là lớn các bạn creator mà đang bán hàng ở trên TikTok Shop. Việc mà một nhà bán hàng mới lên để mà triển khai livestream và tạo ra các nội dung short video ngay lập tức ấy, thì cũng sẽ cần thời gian và họ cũng sẽ cần phải học hỏi khá là nhiều, cho nên là mình có thể tận dụng những cái nguồn lực sẵn từ các nhà nội dung sáng tạo này để mà có thể thực hiện bán hàng và học hỏi từ họ. Một cái thứ ba ấy, mà anh nghĩ là cũng khá quan trọng, là với nền tảng TikTok Shop thì TikTok Shop cung cấp rất là nhiều thông tin cũng như là đánh giá cũng như là các phân tích dữ liệu và chỉ số rất là nhiều cho các nhà bán hàng ở trên cái trung tâm nhà bán hàng, để mà cho nhà bán hàng có thể xem lại, phân tích lại và tìm hiểu. Ví dụ là một buổi livestream diễn ra vừa rồi thì mình đã làm như thế nào, mình đã bán được bao nhiêu sản phẩm, cái lượng người truy cập như thế nào, cái sản phẩm giá trung bình ra sao, thì những cái nội dung này sẽ được thể hiện ở trên trung tâm của nhà bán hàng, thì nhà bán hàng hoàn toàn có thể xem lại và gọi là mình ngồi xuống mình phân tích rất là nhiều thứ ở trên đấy để cho mình cải thiện qua từng cái buổi livestream. Anh lấy ví dụ là như vậy. Thì anh nghĩ đó là 3 cái lời khuyên dành cho nhà bán hàng mới trên TikTok Shop. Sau những cái chia sẻ của anh á, thì không biết là trong một năm sắp tới thì TikTok Shop sẽ có những cái đổi mới gì hay là có những cái dự định gì? Cảm ơn em. Thì anh nghĩ là với TikTok Shop trong một năm vừa qua đạt được cũng khá là nhiều thành tựu gọi là tốt. Để mà tiếp tục gọi là hành trình trải nghiệm của người mua sắm, nâng cao cái hành trình trải nghiệm của người mua sắm một cách tốt nhất và trọn vẹn nhất, cũng như cải thiện các chỉ số vận hành, sẽ là mục tiêu vẫn rất là quan trọng với TikTok Shop trong thời gian tới, nhằm đảm bảo là người dùng khi mà họ mua hàng ở trên nền tảng TikTok Shop họ sẽ có một trải nghiệm tốt nhất. Đó, anh nghĩ đó là cái mục tiêu quan trọng nhất của TikTok Shop trong thời gian sắp tới. Và tất nhiên thì TikTok Shop cũng sẽ mong muốn là sẽ triển khai nhiều chương trình cũng như là nhiều các chiến dịch tốt hơn trong thời gian sắp tới để mà cho mọi người, người dùng TikTok như TikTok Shop và các nhà bán hàng cũng có thể tham gia vào và thể tham gọi là cùng có một trải nghiệm mua sắm liền mạch nhất ở trên nền tảng TikTok Shop, để cùng nắm bắt xu hướng shoppertainment, mua sắm kết hợp với giải trí. Cảm ơn em. Em cảm ơn những chia sẻ của anh.
Sau khi nghe những chia sẻ của anh thì em đã hiểu hơn về quy trình để mình có thể trở thành một nhà bán hàng TikTok Shop, cũng như là rồi. Những chính sách, những cái hậu đãi rất là hấp dẫn của TikTok Shop. Và đó cũng là lý do mà mình ngồi ở đây nói về chủ đề TikTok Shop cùng với anh Daniel Nguyễn. Và mọi người đừng quên là nhớ đón xem số podcast tiếp theo ở thứ bảy mỗi tuần nha. Bye bye.